Đội tuyển nữ Việt Nam tạo địa chấn trên đất Đức, đánh bại đội bóng hàng đầu châu Âu, huấn luyện viên đối thủ Ngà Mũ thán phục. Ngày 10 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu trong chuyện tập huấn ở Đức cùng với đội tuyển U20 Eintracht Frankfurt vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương. Thời tiết tại đây khá tốt, duy trì nền từ 28 độ C. Và dù có phần thua thiệt về thể hình, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo trước U20 Eintracht Frankfurt. Bàn thắng mở tỷ số đã đến với thầy trò ông Mai Đức Chung khi mà tiền vệ Bích Thùy dứt điểm tung lưới đội bạn ngay phút thứ 9. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận đã có phần công bằng hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là đội nhỉnh hơn đối thủ. Thêm một lần nữa, các cô gái vàng đã nâng tỷ số ở phút thứ 52. Những nỗ lực của Eintracht Frankfurt giúp cho các cầu thủ trẻ đã có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 65 do công của Khalifa. Sau khi đó, cả hai đội đã có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Đội tuyển Việt Nam đã giành chung cuộc với tỷ số 2-1. Đây mới chỉ là một trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên đất Đức. Theo kế hoạch, Quỳnh Như và đồng đội sẽ gặp thêm Schopman vào ngày 15 tháng 6 và đội tuyển Đức vào ngày 24 tháng 6. Xen kẽ trong chuyến tập huấn tại Đức, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến dự đấu ngắn ngày tại Ba Lan, trong đó gặp đội tuyển Đức nằm trong quãng thời gian FIFA Day. Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 19 tháng 6, đội tuyển Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 32. Đội tuyển Việt Nam tăng 5,23 điểm so với lần cập nhật trước đó. Thành tích đến từ kết quả thi đấu ấn tượng của thầy trò ông Mai Đức Chung tại SEA Games và hàng loạt vòng loại thứ nhất của môn bóng đá nữ Olympic 2024. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tổng cộng là 7 trận trong giai đoạn kế trên. Huy Như và đồng đội đã chỉ tuy duy nhất một trận, và đó là thất bại trước Philippines. Với 1.648,89 điểm, đội tuyển Việt Nam giữ đúng vị trí thứ 5 trong khu vực châu Á. Nhà vô địch SEA Games 32 đứng sau các đội Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trở lại được tập trung ở Đức, chia sẻ kế hoạch tập luyện, ông Mai Đức Chung khẳng định điều kiện tập luyện sẽ thích hợp cho các cầu thủ nâng cao thể lực và học hỏi. Điều kiện ăn uống và thời tiết ở Đức cũng rất tốt, cũng giống như khi tập huấn tại Nhật Bản. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ có các trận đấu giao hữu phù hợp và chất lượng. Một mặt chúng tôi chuẩn bị thi đấu tốt tại đây, bên cạnh đó chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao thể lực và chiến thuật. Kế hoạch tập huấn tại Đức và Ba Lan được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị tính toán từ sớm nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Về yêu cầu thành tích cho đội tuyển, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, vừa rồi Phó Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã căn dặn và không đặt tham vọng quá lớn trong chung kết bóng đá nữ, nhưng vẫn có những đòi hỏi về chuyên môn, trình độ của chúng ta chưa bằng với các đối thủ ở giải đấu và đây cũng là lần đầu tiên tham dự, vì thế chúng tôi sẽ giữ tinh thần cho các cầu thủ được thoải mái nhất. Sau giải đấu sắp tới, chúng ta sẽ còn thi ASEAN vòng loại thứ 2 Olympic Paris và đó cũng là mục tiêu của toàn đội năm nay. Chúng ta cần đi xa hơn nữa. Trong những năm tiếp theo của bóng Việt Nam thì cần phải tiến bộ lên. Cho đến thời điểm hiện tại thì ông Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên từng thành công nhất trong bóng đá cả nam lẫn nữ. Xét về cấp độ câu lạc bộ, ông là người duy nhất ở Việt Nam từng đưa một câu lạc bộ vào tới bán kết của giải châu lục là Bình Dương tại AFF Cup 2019. Nhờ lấy chức vô địch V-League làm thước đo thì ông người thầy gốc Hà Nội cũng đã từng đăng quang 2015 cùng với câu lạc bộ Bình Dương. Ở cấp độ đội tuyển, ông Mai Đức Chung đã dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam đạt cúp America 2008 tại Malaysia, trước cúp Đông Nam Á hiếm hoi trong bảng thành tích bóng đá của Việt Nam khi có sự xuất hiện của ông Park Hang-seo. Rất nhiều thành công, nhưng có lẽ bước ngoặt thật sự trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia Hà Đông là khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa lần thứ 8 giành huy chương vàng SEA Games, nhưng một mình ông đã 6 lần đưa đội tuyển vào bục cao nhất vào các năm 2003, 2005, 2017, 19, 2022 và 23. Thành tích mà có lẽ rất lâu nữa mới có người đạt được. Từ những ngày đầu xây dựng bóng đá trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn, và từng phải tự mình đi xin tài trợ cho các nữ cầu thủ, chắc chắn bản thân ông chưa từng nghĩ tới chuyện có thành tích cao như vậy. Nhà báo Minh Hải đã nói, tôi nghĩ ông Mai Đức Chung xứng đáng được coi là kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam vì ông vừa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vừa dẫn dắt đội tuyển nữ và gặt hái được nhiều thành công. Điều quan trọng nhất trong thế hệ của cầu thủ nữ bây giờ là có thể ở mức độ cao hơn với nhà quản lý bóng đá nữ Việt Nam bây giờ. Với thầy là học trò, là trợ lý của ông Mai Đức Chung, tôi nghĩ đây sẽ là một công đôi việc và sẽ là một người
nhận được sự đa dạng nhất và cũng có nhiều thành quả nhất. Bình luận viên Quang Huy cũng chia sẻ, huấn luyện viên Mai Đức Chung làm ở đâu cũng rất mát tay, từ bóng đá nam, nữ, từ đội trẻ cho tới V-League. Nói chung trong môi trường đào tạo, tạo ra một không khí tốt, tôi đánh giá rất cao ông Mai Đức Chung. Khi đã nhận nhiệm vụ thì ông Mai Đức Chung luôn làm hết mình và làm cái gì cũng không có dự tính toán cả. Đây là một ông Chung rất thành công. Trong 4 năm tạm dẫn quyền đội tuyển nữ Việt Nam thì ông đều là người đóng vai trò là dẫn dắt đội tuyển trong những lúc khó khăn. Nhiều người nghĩ tôi điên khi mà nhận đội bóng nam lúc khó khăn, nhưng tôi là đảng viên và tôi còn hợp đồng với VFF, cấp trên nói thì tôi làm. Trong lúc nước sôi lửa bỏng tôi không nhận thì lại gây khó khăn cho mọi người, mà huấn luyện viên bóng đá nam cũng là nghề của tôi, vì tôi vốn là vị huấn luyện viên đội nam chứ không phải là nữ. Tuy nhiên tôi cũng hiểu được nếu thắng thì nâng lên, còn thua thì dư luận sẽ dìm tôi xuống. Còn bình luận viên Quang Huy cho rằng, chính vì sự tận tụy, không ngại giúp khó của ông Mai Đức Chung đã giúp ông gặt hái được thành công. Tôi luôn nói với nhiều huấn luyện viên, ông Chung là một tấm gương, hãy cứ yêu và cống hiến hết mình, dành cả đời cống hiến cho bóng đá nước nhà. Trong tâm thế của một chiến lược gia 70 tuổi, luôn đau đáu, với một niềm tin, một món nợ với người hâm mộ, đó chính là World Cup. Và cuối cùng, chặng đường đó cũng đã đến vào tháng 7 năm nay. Khi đạt được tâm nguyện của mình, ông Mai Đức Chung xin nghỉ hưu. Tôi cũng đã có tuổi nên phải xin nghỉ. Công việc thì có áp lực, có mệt mỏi. Tôi có thể chỉ làm cố vấn cho đội tuyển nữ Việt Nam mà thôi. Nhưng một lần nữa, trong bối cảnh chưa có người đủ tâm và đủ tầm thì ông lại tiếp tục nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau SEA Games, tôi sẽ tạm nghỉ 2 tuần. Thứ hai, đội sẽ tập trung trở lại chuẩn bị World Cup và chúng tôi chuẩn bị cho hành trình từ năm ngoái. Chúng tôi đã xác định với nhau phải thể hiện hết mình, thể hiện hết khả năng của mình tại World Cup, ông Mai Đức Chung cho biết. Mong muốn của ông Mai Đức Chung cũng là ước mơ của tất cả người hâm mộ nước nhà. Và có lẽ chúng ta còn thiếu ông một lời cảm ơn chân thành nhất với những gì mà ông đã dành cho bóng đá Việt Nam.